Nếu như anh chị đang sử dụng một chiếc loa kéo như thế này và chúng mình muốn nâng cấp dàn âm thanh để cho nó hay hơn này, nó mượt hơn này, hát karaoke đã đời hơn này, thì đây sẽ là cái giải pháp mà hay nhất cho anh chị em nhà mình xem. Hôm nay giới thiệu anh em nhà mình là con vang JBK03 Pro. Con này có hiệu ứng của vang số này và chỉnh 8 chế độ vang, có 48 dB DSP. Cái này là hiệu ứng của vang karaoke anh em nhé. Thì hôm nay thì mình chỉ nâng cấp nhạc của nó thôi. Hôm nay thì mình chỉ nâng cấp nhạc cho anh em nghe thôi. Và kết nối thì vô cùng đơn giản. Kết nối thì vô cùng đơn giản cho anh em. Đây, hôm nay thì mình đã kết nối sẵn như này, nhưng mà mình sẽ rút lại cho anh em nhìn xem. Đây, những các bác nào lớn tuổi, nhiều tuổi hay ít tuổi, đây, để mà chúng ta muốn hát được thì đầu tiên chúng ta đã phải có một sợi dây ca lông da hoa sen, hai sợi như thế này. Đấy, chúng ta lấy nhạc từ ở cái vang này, lấy Bluetooth nhá. Từ ở cái vang này chúng ta ra ao ra cái loa kéo. Hôm nay em chỉ hướng dẫn trên loa kéo thôi anh em nhá. Đây, chúng ta cắm trực tiếp vào cái đầu, in vào, ao là ra. In vào, ao là ra. Đây, cái sợi dây ca lông da hoa sen của chúng ta ở đây. Đấy, thì chúng ta cắm vào, các bạn đã nghe thấy nhạc chưa? Đây. Bây giờ nhá, chúng ta trước khi mở nhạc thì chúng ta cho khoảng 50% âm lượng tổng thôi. Tại vì tránh trường hợp mà khi mà mở vang ra âm thanh nó lớn thì cháy bố nó loa các bác. Đây, quay đằng trước. Quay đằng trước. Thì ở đây là trước khi mà mua về, anh chị em mình sẽ có thấy nào là vang cơ. Vang cơ là chỉnh bằng cơ này, bằng tay này. Ăn cơm lo xong là chỉnh anh em nhá. Thì ở đây nó có cái phần là music tone là chỉnh bass trung chép. Music mic, mic tone là chỉnh bass trung chép của mic. À, con này nó có hai cái chỗ là delay và dì vợt của mic này, nó làm vàng mạ bạc. Mạ bạc anh em nhá. Bạc này chả biết là bạc ở đâu nhưng mà nhìn thấy tương đối là đẹp anh em ạ. Và có 3 cổng mic riêng biệt, anh em có thể cắm 3 cổng mic riêng biệt. Đấy, được chưa? Bây giờ mình sẽ chỉnh bass trung chép cho anh em nghe xem chất lượng âm thanh con này có hay hay không và có đỉnh cao hay không. Và anh em nghe thử nhá. Lên nhạc, đây là âm lượng mic này, âm lượng tổng mic này, tổng nhạc này, lên nhạc này. Đầu tiên là nếu anh em đang sử dụng điện thoại thì ta cho to lên tí. Được chưa? Được chưa? Cho to lên này. Nhạc vào này. Cắt bát này. Đấy, cắt bát này, lên bát này. Cắt chép này. Anh em có thấy một điều rằng là ở đây nó có một nút ba lăng. Ba lăng có nghĩa là gì? Là cân bằng giữa hai loa. Cân bằng giữa hai loa, nếu anh em có hai loa thì chúng ta vặn sang bên phải thì loa sẽ nghiêng về bên phải, và vặn sang bên trái loa nghiêng bên trái, còn loa kéo thì chúng ta để ở giữa. Đấy, ok cho anh em. Nếu anh em muốn nâng cấp chiếc loa kéo nhà mình thì hãy bình luận xuống bên dưới. Xin chào anh em.